chị mua cái cuốn cá dứa này chị, à, cá dứa ngon lắm chị. Trời ơi, trời vắng khách dữ vậy trời. Bà bầu đi ra, bà bầu ra đây, bà đi ra đây. Nhỏ kia vô món hàng này, nhỏ kia này, nhỏ kia vô chính cho món hàng đi. Tao giảm giá cho vô đây nè. Ờ cá dứa người ta bên đây nó ngon quá, thì ngon luôn, xuất sắc luôn bà con mát ơi. Dạ đi đâu mà dọn mà vàng, chạy chạy vô mua chạy anh vô mua anh. Ôi, trời bà con vô vô, trời ơi bà con vô đùm nộp luôn quá trời. Chị vô ha, dạ vô nhà vô shop em mua nè. Trời ơi, cá dứa này bán rẻ lắm, có 220 ngàn ký. Anh vô nè, anh đó chị vô nè, lâu lâu là thôi đừng lo em, đừng lo em. Trời ơi, từ từ mua. Cá dứa bên em có cái tấn lên, từ từ mua nha. Không có gì hết trơn, cá dứa em cái tấn là ở nhà công tủ lạnh còn nhiều, đừng có giành giật. Đừng có giành giật nè, rồi cân chị 1 ký nè. Chị ơi, chị A 1 ký không? Chị B 1 ký, chị C bà cờ giờ đó. Cái chạy từ từ anh em chị từ từ. Từ từ, cá dứa ngon bán đắt lắm, 220 à, để rẻ. Có ai mua đâu mà chết vô vô vô. Bán ế gần chết mà đặt sao sao. Lêu 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 à. Vô Ế vô lêu nè, lêu bỏ cái tập ế lêu lêu có ai mua đâu mà vô vô ế lêu lêu dạ. Cái gì? lùm lố có ai đâu. 8 giờ là dọn ra, giờ là 4 giờ chiều rồi đó, không bán được một con. Mày đặt ở trên này chị kia Thì cũng mày đó. sao chị ta thôi. Mày dẫn tao đi coi bà phong thủy bà, lúc nào bán ghế là phải làm vậy. Hồi nãy là tao đổ mồ hôi sôi nước miếng luôn rồi nè. Trời ơi. Chị luôn hả? Ừ. À tôi quên. Khiên 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 Khi đâu? bán không được đổi phong thủy. À Nãy đó. mấy người buôn bán là vậy đó. Vậy Ra nha. chút đi chơi ra chút xíu. Nghe chưa, nghe chưa? Rồi tới đây tới đây. Tới đây ha. Rồi rồi rồi. Rồi. Cá dứa đây chị. Cá dứa đi anh. Luôn bắt luôn bắt luôn bắt khách luôn. À. Trời ơi đừng có giành giật cái chị. Ê ê ê tránh nhà bầu ra, tránh nhà bầu ra. Tránh À. nhà bầu. Dạ không Bảo sao không sao. Dạ. ơi. Vô vô đi chị, vô đây đi anh. Vô mua cái dứa nè chị, Dạ. chị anh mua vô mua cái dứa nhanh nhanh lên chị ơi, vô vô đi mua cái dứa giùm Trời em ơi nè bị chị ơi, ngon chị bị ơi sao nhanh bà lên nội đi chị ngon ơi, ngon ngon. chị ơi Đi em. chị Tao là vô yêu vô cặp vô vô mua cái dứa, vô mua cái Trời dứa ơi chị bà ơi. nội ơi bà nội. Có là vậy nè ông nội ơi ông nội. Vô là vậy Mày hả? vô vậy nãy giờ bà liệu tao cũng buông nghiệp nè, hạn chế là phải rồi. Vô là vậy nè. Ủa ai ai biết, tôi thấy người ta nói là à mình làm ngược lại là mình sẽ bắn đắt hơn. Cái đó người ta đang ta để ngược và tao mới nói được, còn mày đẻ xuôi, mày đẻ từ cái đầu đẻ ra, còn cái tao cái chân tao lòi ra trước. À vậy hả, vậy hả? Rồi giờ làm để nè. Em đã làm ai hả vậy? Vô. Vô đi chị, vô đi anh lẹ lên anh ơi, anh lên đi vô mua cá dứa giùm em chị. Đó chị mang bầu ơi, chị mang bầu chị đừng vô giùm em, cái xui lắm chị ơi. Nhanh nhanh lên lên ơi, chứ cô bà con cô bác rồi, vô lẹ lên cái dứa. 220 ngàn một ký của ông bà cô chứ chị ơi. Không phải không có ai vô. Đúng rồi. Cái này gọi là Chị trời mưa mua. khiên vô. Rồi, bữa nay tiêu đời. Thiệt luôn. Xong luôn. Ta nói thời đại kinh tế khó khăn, Đúng rồi. nhập cái dưới 50 ngàn bán 220 chứ nhiêu. Mà Ờ. nó còn chê mắc chê ghẻ tiếng. À, đúng rồi á, thiệt Không thèm luôn. mua nữa. Cũng không hề mua luôn. Ý là tao nhân làm phước dữ lắm đó, tao giảm giá dữ lắm rồi đó. Mua 50 á mà giờ bán 220 đó. Mà bây giờ tao giảm giá cỡ đó mà người ta không chịu mua, mấy người đó sống biết sao. Và mấy cái chỗ khác á, 170, 180, 160, 150 nhào vô mua. Mà có ngon bằng shop của mình không? Đúng rồi, Mấy người nhìn đó nhìn. không có biết điều, không có biết chuyện. Mấy khách hàng là không biết chọn những cái shop ăn ngon như mình. Mình làm phước dữ lắm đâu có ăn lời cắt cổ gì đâu. Mà đồn tao ăn lời cắt cổ, đứa nào mà nói tao ăn lời cắt cổ ha, tao quýnh tép cho mỏ. 50 với 220 không ăn lời các cụ.